Kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin Nhịp sống hôm nay trên truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam VOVTV. Chương trình đang được livestream trực tiếp trên YouTube, fanpage truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam, fanpage VOVTV News 24/7. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về nội dung này. Cơ bản nhất trí với các cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An được nêu trong tờ trình của Chính phủ. Các đại biểu cho rằng đây là những cơ chế chính sách vượt trội hoặc khác so với các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh các cơ chế chính sách đặc thù thì cũng cần có những cơ chế kiểm soát chặt chẽ, hữu hiệu đi kèm, tránh việc lạm dụng chính sách hoặc thực hiện không đúng phạm vi của nghị quyết. Đồng thời, ban soạn thảo cũng cần làm rõ hơn về tính cấp bách của nghị quyết. Cũng đề nghị là trình làm rõ hơn cái tính cấp bách, sự cần thiết và đặc biệt cái thời điểm khi đã có nghị quyết của Quốc hội từ phiên tuần này để trình trong cái bổ sung các cơ chế chính sách theo những tờ trình của Chính phủ. Và tôi băn khoăn là những chính sách nêu trong nghị quyết thì liệu đã đủ cái động lực để tạo ra sự đột phá trong sự phát triển của tỉnh Nghệ An theo những quyết báo chính của Bộ Chính trị hay chưa? Cho rằng phạm vi chính sách được đề xuất để Quốc hội xem xét, quyết định là rất rộng. Do đó, nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cần làm rõ hơn về cơ sở thực tiễn của các chính sách mới bổ sung này, đặc biệt là rà soát lại các quan điểm đã được nêu trong Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cái Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì đã đưa ra 5 quan điểm cũng như là các cái mục tiêu tổng quát và các cái mục tiêu cụ thể đến năm 30 và tầm nhìn đến năm 45. Thì tôi cũng thấy rằng là để tôi cũng đề nghị là Chính phủ cũng cần phải rà soát kỹ lại những cái nội dung này để có cái việc xác định kỹ lại các cái chính sách đề nghị bổ sung lần này thì đã đảm bảo đầy đủ để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc về thể chế cơ chính sách pháp luật để thực hiện được cái quan điểm mục tiêu của Đảng trong nghị quyết số 39 hay chưa. Nhấn mạnh, hiện nay đã có nhiều địa phương xin cơ chế chính sách đặc thù, đại biểu Hà Sĩ Đồng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đặt câu hỏi. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các địa phương phát huy tính tự chủ, có sự bứt phá về kinh tế xã hội thì liệu còn nguyên nhân nào khác không? Mà phát triển, nhưng về lâu dài thì cũng phải rà soát lại các cái điểm nghẽn, các cái ách tắc trong cái sự phát triển của địa phương hiện nay. Và căn bản là phải sửa lại các cái luật không phù hợp nữa. Như luật tổ chức chính phủ, luật chính quyền địa phương, nó phải phù hợp với cái tiến trình giải quyết cái mối quan hệ giữa ba cái trụ cột: nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường và nền dân chủ, xã hội chủ nghĩa. Chứ cứ làm đặc thù mãi như thế này thì tôi thấy nó không còn là đặc thù nữa. Về cơ chế chính sách khai thác phát triển quỹ đất đô thị, nhiều đại biểu cho rằng các cơ chế này sẽ góp phần khắc phục một số hạn chế trong khai thác lợi thế chênh lệch địa tô từ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, góp phần tăng thêm nguồn lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương trong thu hồi đất để khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng đất sau khi đầu tư các tuyến đường giao thông đô thị. Tuy nhiên, cần quy định rõ trách nhiệm cơ quan có thẩm quyền trong việc quyết định việc thu hồi, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách.